Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bài viết Nhà báo Trương Huy Sang, tức Huy Đức, đã đăng bài phê bình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nặng. Bài viết nói trên được đăng trên Facebook cá nhân của nhà báo vào ngày 28 tháng 5 với tựa đề Những suy nghĩ không rời rạc. Thời báo chấm d giới thiệu 3 phần đầu của bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Phần 1. Tinh thần pháp quyền đã chết. Sáng qua, một vị tướng lão thành từng giữ một vị trí đầy quyền lực trong ngành công an, điện thoại nói chuyện rất lâu sau khi đọc bài viết của tôi. Ông cho rằng, nếu như tinh thần xây dựng một nhà nước pháp quyền từng thắng thế trong thập niên 2000, thì nay tinh thần đó đã bị bóp chết. Hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Trước Hiến pháp 1992, nhà nước của chúng ta là nhà nước chuyên chính vô sản. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền. Cho dù không tuyên bố, thì sau Hiến pháp 1992, từ hình luật, dân luật cho đến các luật chuyên ngành khác đều được Việt Nam xây dựng dựa trên tinh thần hướng tới nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, Quốc hội đã phải sửa hàng trăm điều luật cho tương thích dần với các quốc gia mà ta làm ăn với họ, BTA với Mỹ, WTO, TTP. Những nỗ lực này kết thúc từ năm 2006 và những gì chúng ta đang chứng kiến cho thấy hồn ma pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền đang dần hiện về. Phần 2. Đức trị hay pháp trị? Ngày 14 tháng 4 năm 2016, tôi viết Hiến pháp 1992 tuy còn dùng dằng giữa hai con đường đã vẽ cho Việt Nam một nền Cộng hòa trên giấy. Ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu sau Hiến pháp 1992 cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang một chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Việc tái lập các ban đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Sinh thời, Nguyễn Bá Thanh là một người rất được công chúng tung hô. Nhưng nếu những người am hiểu nhà nước pháp quyền biết cách ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa, lãnh đạo án như thế nào, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng. Chống tham nhũng bằng ban nội chính và các ban đảng thay vì gỡ bỏ vòng kim cô nội chính cho các cơ quan tư pháp để họ tiến hành tố tụng theo các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, thì không chống thì chạy sẽ có 3X tân thời thay cho 3X cũ. Những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông, ít nhất là cho đến nay. Nhưng quản trị quốc gia, trong đó có chống tham nhũng, thì phải bằng thể chế, chứ không thể trông chờ vào tấm gương đạo đức của một vài cá nhân hay việc bắt bớ loại bỏ một vài con sâu chúa. Hình ảnh một phiên với rất nhiều quan tham của đảng bị xét xử, với mức án rất nặng nhưng vẫn không đủ răn đe, quan tham vẫn tiếp tục bị lộ sau đó. Tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có đổi mới hay trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sa sút của ông sẽ là vô nghĩa. Phần 3. Đường xa, nghĩ nổi sau này. Trong bài công lý Post ngày 28 tháng 5 năm 2015, tôi đã viết, đừng sợ mất vai trò của đảng. Một đảng tốt là một đảng đảm bảo có một hệ thống tư pháp có thể cung cấp công lý, chứ không phải là một đảng muốn thì thọc tay vào các vụ án. Các cương lĩnh cũng không nên cố công bảo vệ đặc quyền cho công an, quan nhất thời. Hãy nhìn gương của tướng Quắc, tướng Trần Văn Thanh, rất có thể có ngày quý vị lại trở thành nạn nhân của hệ thống tư pháp mà quý vị đang thiết kế. Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp khác, ý kiến của thường dân như chúng ta thường rơi vào hư không. Tô Chủ tịch vào quan hệ ngoại giao. Sáng ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, chấm dứt 2 tháng chức danh này bị bỏ trống. Được biết, Tô Chủ tịch sinh năm 1957, có học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật và bằng cao cấp lý luận chính trị. Vị tân chủ tịch nước này được đào tạo làm việc trong môi trường an ninh, công an. Điều này khiến cho giáo sư Zachary Abuja từ Hoa Kỳ thắc mắc, một công an chuyên nghiệp hoạch định các chính sách và nhân sự của đảng như thế nào? Có lẽ vị giáo sư này lo xa quá, bởi vì ở Việt Nam, đảng là đỉnh cao trí tuệ, quy luật kinh tế thị trường gì gì đó thì cũng đã có nghị quyết của đảng quyết định. Ngài Tô chỉ việc lôi mớ lý luận chính trị cao cấp của ngài ra là ứng phó được hết.
Có thể Tô chủ tịch của chúng ta sẽ gặp một vài phiền phức bởi ngài chỉ quen ra lệnh, quen đánh đấm, nay phải diện cơm lê, cà vạt, phải thực hành nghi lễ quốc gia, quả là làm khó ngài. Hình ảnh Tô chủ tịch tuyên thệ nhậm chức. Theo Điều 70 và Điều 88 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước có vai trò khá quan trọng trong tiếp kiến ngoại giao như tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài, quyết định việc đàm phán, gia nhập, ký hoặc chấm dứt hiệu lực các điều ước quốc tế. Có thể điều này sẽ mang lại cho Tô chủ tịch của chúng ta một vài rắc rối, bởi không chỉ quen ăn sóng nói gió, cứ nhìn cách ngài há mồm đớp miếng bò giác vàng là biết, mà ngài còn vướng một số vấn đề pháp lý ở châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Ngay ngày Tô chủ tịch nhậm chức, báo chí Đức và Slovakia đã nhắc đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, ngay trung tâm thủ đô Berlin của Liên bang Đức, do ngài trực tiếp chỉ đạo. Báo Slovakia còn nhắc đến vụ ngài lừa chính phủ của họ để mượn phi cơ đưa nạn nhân của vụ bắt cóc ra khỏi vùng Schengen. Dường như bọn tư bản chẳng thèm nể mặt Tô chủ tịch của chúng ta, thậm chí Slovakia vẫn treo lơ lửng án tù trên đầu ngài. Báo chí quốc tế còn nêu giả thiết cảnh sát Slovakia có bắt giữ ngài không nếu ngài trên cương vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Slovakia. Hình ảnh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mãi mãi là vết nhơ của Tô chủ tịch. Có lẽ không chỉ riêng Slovakia mà Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp đãi ngài như thế nào khi một quốc gia thành viên của họ đã kết án tù đối với ngài. Nguyên thủ quốc gia lại bị một quốc gia khác kết án tù thì quả là bỉ bôi. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu kiều mà cụ tổng từng lẫy. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên nhắm xuống, người ta trông vào. Có thể thấy, việc Tô Đại tướng với bề dày thành tích bất hảo như ba vụ bắt cóc xuyên quốc gia, tấn công dân thôn Hoành lúc nửa đêm, bắn chết cụ già Lê Đình Kình, cùng với việc bắt giữ hàng trăm nhà báo, nhà hoạt động, này lại trở thành Tô chủ tịch, khiến giới chức phương Tây ngã ngẩm. Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá hình ảnh Tô chủ tịch sẽ chỉ củng cố thêm ấn tượng về nhà nước công an trị của Việt Nam. Nói huỵch tẹt ra là trong mắt quốc tế, ngài Tô đầy uy quyền của chúng ta chính là một tên tội phạm. Như vậy, với một nền dân chủ và pháp quyền phương Tây thì làm sao có thể làm việc với kẻ tội phạm này? Hình ảnh bộ tứ mới của Việt Nam. Dẫu biết như giới quan sát chính trị đánh giá đảng đang ở thế kẹt, bởi sự nổi loạn của ngài Tô đã khiến bộ chính trị không thể làm gì khác ngoài việc đẩy cho ngài trở thành nguyên thủ quốc gia để vô hiệu hóa ngài. Nhưng ôi, nguyên thủ quốc gia lại rẻ rúng như vậy sao? Nhìn vào danh sách các nước đã gửi điện chúc mừng tân chủ tịch nước của chúng ta mà báo chí loan tải thì thấy đa số đều là các quốc gia độc tài hoặc bán độc tài như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Brunei, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Palestine, Sri Lanka, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, Mông Cổ, Kuwait, Ấn Độ. Không hoặc chưa thấy các quốc gia dân chủ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như Mỹ, Nhật, Úc, Hàn. Hiện vẫn chưa rõ các mối bang giao quốc tế sẽ ảnh hưởng như thế nào từ vai trò của Tô chủ tịch. Nhưng chỉ riêng việc các tổ chức nhân quyền từng liên tục tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền của Tô Đại tướng trong quá khứ cùng với vướng mắc pháp lý của ngài với Đức và Slovakia đã là một trở ngại lớn trong quan hệ ngoại giao thời gian tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô chủ tịch và quan hệ ngoại giao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.